Xin chào cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đưa bé tiếp theo trở về thành phố Blue, hay là thành phố cách đây khoảng 5 phút. Xin chào cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về thành phố Milus ha. Mình đưa Victoria đi về thăm bà ngoại. Tỉnh Milus là tỉnh cách nhà của An khoảng 850 cây số ha. Bây giờ chúng ta đi nhé. Bây giờ chúng ta đã đến nhà của mẹ Nga, mẹ của An. Đây là ngôi nhà mà An đã lớn lên. Chúng ta đậu xe, bây giờ chúng ta đưa Rick đi vô trước tại vì hơi lạnh. Mình đóng cửa đây rồi. Bây giờ chúng ta vừa tới nhà ha. Victoria cũng đang chuẩn bị thức này để bú sữa. Chúng ta đã đi một đoạn đường rất là dài, 854 cây số. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi rồi nữa sẽ quay video tiếp cho cả nhà nhé.